Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Giang ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số hoa mai ha. Giá rất mềm, quý vị nhanh tay dùng lại ha. Qua đây mình cũng xin nói kênh YouTube Mai Vàng Thanh Tâm chỉ quay video giới thiệu cây kiểng cho nhiều nhà vườn ở khắp mọi nơi khi nhà vườn có nhu cầu quay cây ha, chứ Mai Vàng Thanh Tâm không có mua bán nha quý vị. Vị có nhu cầu mua cây thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ shop và nhà vườn, mình có để ở phần mô tả video quý vị nhé, quý vị lưu ý điều này nhé. Rồi, chào chị. Rồi em chào anh Tâm ha, con kính chào cô chú mình đang xem trên kênh Mai Vàng Thanh Tâm ha cô chú anh chị. Dạ nay con nói một điều là cô chú anh chị là shop con là shop Giang Mai Vàng nha cô chú anh chị. Số điện thoại dưới shop con là 0355144530 là số Zalo của shop con nha cô chú anh chị. Yeah. Còn cái kênh mà Thanh Tâm Mai Vàng là cái kênh này là quay mướn cho tất cả các shop nha cô chú anh chị. Yeah. Nên cô chú anh chị mình mua cây là cô chú anh chị mình nên nhớ cái shop của mình nha cô chú anh chị. Yeah. Nếu như mà cây có vấn đề gì cô chú anh chị mình cứ việc liên hệ với shop con. Rồi con giải quyết cho cô chú anh chị. Còn cái kênh Thanh Tâm là cái kênh mình chỉ là quay mướn thôi cô chú anh chị. Chứ không có dính líu gì tất cả các shop nha cô chú anh chị. Rồi con vô tiếp đầu clip là mã số 61 của chú anh chị ơi. 61 ha. Dạ. Chiều cao là 60. Hoành 21 của chú anh chị. Nay còn ít xả rẻ luôn cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình mua mình nhớ cái shop giùm con. Tại vì chốt cây mình có kết bạn bên Zalo của chú anh chị. Rồi mã số 61 con Zalo cho cô chú anh chị 400 bao ship toàn quốc cô chú anh chị. 400 bao ship toàn quốc luôn. Rồi con lên mã số 62 cô chú anh chị. Đó, cây có vấn đề cô chú anh chị mình cứ việc liên hệ với shop, shop giải quyết cho cô chú anh chị mình. Rồi mã chiều cao 58. Hoành 20. Hay là mã số 62 cô chú anh chị. Rồi 300.000 cho mã số 62 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con lên 63. Đó. Cao là 55. 20 hoành. Rồi mã số 63 con Zalo cho cô chú anh chị mình 350 cô chú anh chị ơi. 350. Rồi con lên 64. Chiều cao. Đó hoành ngay đây cô chú anh chị ơi, 15 hoành. Đó nay là còn tập 30 cây này xả rất là rẻ luôn. Rồi 64 350 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con lên 65. Chiều cao là 40. Hoành 16. Đó, củ nở luôn. Rồi 65 con Zalo cho cô chú anh chị mình 250.000. Rồi, 250 thôi. Dạ, rồi con lên 66. Chiều cao 50. Hoành 18. Có cái củ nở đây đâu, cái củ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Củ là 21 của chú anh chị. Đó, mã số 66 này con Zalo cho cô chú anh chị mình 300.000. Thôi, 300. Rồi, con lên 67. Chết lại con. Chiều cao 80. Hoành 16. Chết lại con, cái xích lại. Rồi mã số 67, 68 không? Rồi 67 250 của chú anh chị. Rồi chỉ có 250 thôi. Dạ. Vì nhanh tay dùng lại ha. Rồi, tiếp tục lên mã 68. Đó. Chiều cao là 55. Hoành 16. Củ nở là 23. Đó, 68 Zalo cho cô chú anh chị mình 200.000. Thôi, 200 thôi. Đó, ủng hộ giùm con hết clip của chú anh chị ơi. Rồi con lên 69. Cao là 70 của chú anh chị. 18 hoành. Đó. Hình thức bên con là bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình 2 tháng, trong vòng 2 tháng cây có vấn đề gì cứ việc alo hoặc chụp màn hình qua Zalo giùm con cô chú anh chị. Dạ. Rồi 69 con Zalo cho cô chú anh chị mình 250.000. Rồi 250 thôi. Dạ. Rồi con lên 70. Tại mình bán cây mình cũng phải có cái phần trách nhiệm của chú anh chị, có gì cứ việc liên hệ với shop. Chiều cao 38. Hoành 17. Rồi 70 Zalo cho cô chú anh chị mình 200.000. Rồi 200 thôi vậy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi lên 71. Rồi em này tâm cao nha cô chú anh chị. Ha. Dạ. Chiều cao là 1 mét của chú anh chị. 19 hoành.
Đó. Rồi 71 300 nghìn cô chú anh chị ơi. 300. Dạ rồi con lên 72. Tay cành điều. Cao tính 75 cô chú anh chị. 16 hoành. Rồi 72 300 ngàn luôn cô chú anh chị. 300 thôi. Rồi con lên 73. Chiều cao 50. Hoành thân ở đây 19 cô chú anh chị. Rồi 73 250 ngàn cô chú anh chị ơi. Rồi 250 thôi. Dạ. Rồi lên 74. Cao 55. 17 hoành. Đây là mầm xanh tục khỏe ra cô chú anh chị. Rồi 74 giao lưu cho cô chú anh chị mình 250 ngàn luôn ạ. 250. Dạ. Rồi con lên 75. Này là thanh lý giá quá rẻ. Cao là 55. 17 hoành luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi 75 250 luôn cả nhà ơi. 250 thôi. Dạ, rồi lên 76. 76. Chốt hết clip đi cả nhà ơi, quá rẻ. Cao là 50. Hoành 18. Đó, 76 200 ngàn luôn cô chú anh chị. 200 thôi. Rồi con lên 77. Cao 50. Hoành 17. Rồi 77 200 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con lên 78. 78. Bụ não luôn. Duyên dáng. Vậy là mình vũ hồ đất là mình vô chậu ok cô chú anh chị. Rồi tính 30 chiều cao cô chú anh chị. 15 hoành đi cô chú anh chị. Củ não là 26. Rồi 78 250 luôn cô chú anh chị. 250. Rồi con tiếp tục lên 79. Chiều cao 50. 15 hoành. Củ não là 24. Rồi 79 giao lưu cho cô chú anh chị mình 250 luôn ạ. À. 250 thôi. Rồi con lên 80. 80. Đó. Cao là 60. Hoành 16. Rồi 80 200 luôn cô chú anh chị. Rồi, 200. 200 cho mã 80 luôn. Rồi con lên 81. Cao là 35. Hoành 16. Rồi 81 250 luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi con lên 82. Cao là 45. Hoành 16. Rồi 82 200 ngàn luôn cô chú anh chị. 200. Rồi lên 83 cô chú anh chị ơi. Cao là 50 cô chú anh chị. Hoành 14 hoành. Có củ nở luôn. Rồi 83 250 luôn cô chú anh chị ơi. 250 thôi. Rồi con lên 84. Chiều cao là 40. 14 hoành. Rồi 84 200 ngàn luôn cô chú anh chị. 200. Rồi con lên 85. Cao là 35. 16 hoành. Đó. Rồi 85 250 luôn cô chú anh chị. 250. Rồi con lên 86. Cao 37. Củ nở nè. Hoành 14. Rồi đo thử cái củ nha. Củ nở là 27 luôn. Giá quá mềm luôn. Rồi 200 ngàn cho mã 86. Rồi 86. Rồi lên 87 luôn. Đây là siêu sập sàn luôn cô chú anh chị.
cao là 47, 21 hoành, cụm cũ này là 35 của chú anh chị. Đó. Rồi 87 450 rồi cả nhà ơi. 450. Ôi quá rẻ. Rồi lên 88. Lực cây nè, hoành to. Đó, hoành to giá nhỏ luôn. Chiều cao là 90 đi cô chú anh chị. 26 hoành. Cái cụm nở này là 44. Đó. Rồi 88 này giao lưu giá 650 cô chú anh chị. 650. Đó, nhìn kỹ cây cô chú anh chị. Rồi lên 89. Cao 30. 15 hoành. Đó, này là 89. Giao lưu giá cho cô chú anh chị mình 200 ngàn luôn cô chú anh chị. 200. Rồi em Nam lên một cặp 90 cuối clip luôn. Rồi cuối clip ha, 2 cây. Cuối clip có 2 cây luôn. Đi nôm cô chú anh chị ơi. Nôm. Cây thì hoành là 9 đi cô chú anh chị. Cây 10. À, cây này nó vận chuyển nó tróc dây nhưng mà nó nè, sức keo liền thẹo rồi cô chú anh chị. Đó. Để giá rẻ cô chú chị anh chị mình chăm lại. Rồi chiều cao 34, hoành thân 90. Rồi mã số 90 cặp này 350 cô chú anh chị. Cây, 350 thôi. Cũng là cuối clip của em luôn ạ. Cuối clip thì con cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã đồng hành cùng shop Giang Mai Vàng cũng như đồng hành kênh Thanh Tâm Mai Vàng giùm con ha. Cô chú anh chị mình chốt cây mình nhớ kỹ cái shop giùm em nha cô chú anh chị. Rồi cây có vấn đề gì cứ việc alo giùm em cô chú anh chị. Rồi chúc cô chú anh chị ngày mới tràn đầy năng lượng. Chào cô chú anh chị ạ. Rồi. Quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Giang. Rồi giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.